Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao, vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Bước sang những tháng đầu năm 2016, Tổng Công ty tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai và hoàn thành các công trình trọng điểm. Huyện Mường Khương là một huyện nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai. Chính vì lẽ đó, để sớm đưa điện lưới quốc gia tới bà con dân tộc, ngày 16 tháng 12 năm 2015, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã ký kết kế hoạch hợp tác về đầu tư phát triển với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau 2 tháng với sự khẩn trương của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lào Cai tiến hành các thủ tục đầu tư, xin ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, tổ chức lễ khởi công cấp điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng, có quy mô đầu tư 35 km đường dây trung áp 35 kV, 17 trạm biến áp 35/0,4 kV, tổng dung lượng 2.250 kV/A. Dự kiến sau khi dự án hoàn thành sẽ cấp điện cho 14 thôn và 774 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đáp ứng lòng mong mỏi bao đời nay của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng biên giới huyện Mường Khương. Cảm nghĩ của bà con cũng như bản thân của bí thư chi bộ thì hết tuyên truyền, chuyển tải những cái ý kiến tốt nhất của các cấp lãnh đạo. Bà con nhân dân phải hiến đất để đây cũng điện lực cũng là một cái tiêu chí của nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đảng, nhà nước cùng nhân dân cùng làm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa xác định công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Yên Định là dự án trọng điểm. Do vậy đã yêu cầu chủ đầu tư cam kết sẽ ưu tiên tối đa, tập trung cao nhân lực, trí tuệ trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện quyết liệt để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho khu vực huyện Yên Định, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho sản xuất của các khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và nhà máy giày Alena, phù hợp với quy hoạch điều chỉnh phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 và có xét đến 2020. Công cái trạm 110 kV của trạm Yên Định là một trong những cái nhiều dự án mà điện lực đã đầu tư trên địa bàn tỉnh và góp phần trước hết là phục vụ cái điện cho huyện Yên Định và góp phần vào cái phát triển kinh tế cho tỉnh và đặc biệt là giải quyết cái khó khăn cho cái doanh nghiệp giày Anera của tập đoàn Hồng Phúc là đang đầu tư với tổng vốn đầu tư 22 triệu USD và giải quyết cho 15.000 lao động tại địa bàn. Đây là một cái dự án mà Tập đoàn Liên lực và Thanh Hóa chọn là công trình chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Cũng tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, phụ tải trên địa bàn huyện đang được cấp điện thông qua các xuất tuyến 35 kV từ trạm biến áp 110 kV Đồng Xuân, hiện thường xuyên quá tải từ 10 đến 25%. Các phụ tải trung tâm huyện được cấp qua trung gian Tây Cốc, tổn thất lớn. Trước thực trạng đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã quyết định đưa danh mục dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Đoan Hùng vào khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2016, sẽ cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho phụ tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là tiền đề cho địa phương kêu gọi đầu tư phát triển. Khởi công cái dự án của cái đường dây và cái trạm biến áp 110 kV này thì tôi cho rằng là có ý nghĩa rất là quan trọng. Nó mở đầu cho một cái năm mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng chúng ta thường nói đấy, nếu phát triển kinh tế mà không có điện thì chắc là khó khăn. Thì là mở đầu năm mới bằng một cái công trình điện này thì tôi cho là rất thuận lợi để phát triển cho cái năm 2016 và năm tới. Trên đây chỉ là một số các dự án trọng điểm và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ triển khai và hoàn thành trong năm 2016. Để triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các công trình, Tổng Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị tập trung nỗ lực thi công đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đã cam kết. Đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân địa phương hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo các công trình đường dây và trạm biến áp hoàn thành sớm, đưa vào vận hành cung cấp điện an toàn, ổn định cho địa phương tại các tỉnh phía Bắc.